Wow, ấy cha cha, các bạn ơi. Wow, ở đây có rất là nhiều đồ chơi con vật luôn này các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn nha. Wow, có được một cái con gì đây rất là khổng lồ luôn nè. Wow, các bạn ơi, hình như mình đây là thấy con khủng long bạo chúa nè. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật xịn sò luôn nè các bạn ơi. Wow. Một cái con gì đây có cái sừng rất là to luôn nè các bạn ơi. Wow, rồi mình sẽ nhặt những đồ chơi đây nha. Wow, vào cái rổ của mình nha. Wow, những món đồ chơi này bị dính đất bùn rất là bẩn luôn. Vào. Vào. Wow, con gì đây rất là hung dữ luôn nè các bạn ơi. Vào. Wow, con gì đây? Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật luôn này các bạn ơi. Wow, con khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Rồi, mình sẽ cho vào đây nha. Wow. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Wow. Rồi vào. Wow, tiếp tục một cái giống nhau ở này nha. Wow. Wow, con gì đây các bạn ơi? Giống một con gà trống lắm các bạn ơi. Wow. Rất là nhiều đồ chơi con vật luôn. Wow, các bạn ơi, một con tôm này các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Wow, đã nha. Wow, con này là con cua nè. Wow. Rất là đã luôn nha. Wow, con gì đây các bạn ơi? Con gì đây mà to lắm nha. Wow. À, mình nắm cái đuôi của nó nè. Wow. Wow. Wow các bạn ơi. Wow. Đây là một con cá sấu khổng lồ này các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Wow, đã nha. Các bạn sợ chưa? Rồi, mình sẽ cho vào hết cái rổ đây nha. Cùng mình đi rửa đồ chơi với mình nghe các bạn nha. Wow, cùng rửa đồ chơi đây các bạn ơi. Wow. Một con cá sấu rất là xịn sò nha. Wow. Wow các bạn ơi. Một con cá sấu này, wow, có hàm răng rất là sắc nhọn luôn các bạn ơi. Wow. Ghê chưa, sợ không? Wow các bạn ơi. Một con cá sấu rất là hung dữ nha. Wow, ra. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật luôn các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Đây là một con rùa. Wow. Một con rùa rất là xịn sò nha. Wow, các bạn ơi, khủng long bạo chúa nè. Wow, để mình rửa nó nghe. Wow, các bạn ơi, một con khủng long bạo chúa cổ dài nè. Wow, cái cổ của nó rất là dài luôn các bạn ơi. Wow. Rồi, ra nha. Rất là nhiều đồ chơi xịn sò luôn. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Wow, một khẩu súng này các bạn ơi. Wow. Đã nha. In chiu, in chiu, in chiu. Wow, xịn sò chưa? Đồ chơi rất là xịn sò nha. Wow. Wow, con cua xanh này các bạn ơi. Wow, có hai cái càng rất là to luôn. Wow, xịn sò lắm các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn ơi, đây là một con sư tử nè. Wow, xịn sò chưa? Rồi, ra nha. Wow, sư tử to lắm các bạn ơi. Wow, lại một khẩu súng nữa nè. Wow, đây là một khẩu súng màu xanh. Wow, đã nha. In chiu, in chiu. Wow, xịn sò quá các bạn ơi. Wow, được hai khẩu súng luôn nè. Rất là đã nha. Rồi, tiếp tục nha. Wow. Wow, các bạn ơi, đây là một con khủng long nè. Wow, cái chân sau của nó rất là to luôn. Có một cái đuôi rất là dài nữa này các bạn ơi. Wow, khủng long xịn sò quá nha. Rồi, ra. Wow, tuyệt vời. Wow, các bạn ơi, một con tôm nè. Mình rửa con tôm đi nha. Wow, một con tôm.
Một con tôm hùm Alaska này các bạn ơi. Wow, xịn sò chưa? Rồi ra nha. Wow, một con tôm hùm rất là xịn sò luôn. Rồi tiếp theo con này con gì nha? Wow các bạn ơi, một con vịt. Wow, wow, đồ chơi con vịt rất là đẹp luôn nha. Rồi con gì đã nha? Wow, một con ngựa vàng các bạn ơi. Wow, đồ chơi ngựa vàng rất là đẹp luôn nè. Rồi wow, con gì đây? Các bạn đoán thì con gì đây nha. Wow, một con gấu các bạn ơi. Wow, một con gấu rất là khổng lồ luôn nè, to nè. Wow, đồ chơi con gấu xịn sò lắm nha. Rồi tiếp theo, wow, con gì đây nhỏ nhỏ nè. Wow, các bạn ơi, một con heo. Ụt ác. Đồ chơi con heo rất là xịn sò nha. Rồi ra. Wow, còn rất là nhiều đồ chơi nữa nè các bạn ơi, mình chưa kịp rửa hết luôn nè. Wow, các bạn ơi, đây là một con gà trống. Wow, một con gà trống màu đỏ. Wow, đã chưa? Wow, đó, gà gáy chứ các bạn nha. Đồ chơi con gà rất là đá luôn nha. Wow, một con gì đây, cái cổ rất là dài nè. Wow, các bạn ơi, đây là một con hươu cao cổ nè. Wow, xịn sò nha. Đồ chơi con hươu rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, con gì đây nhỏ nhỏ nè. Wow, đây là một con sao biển nha các bạn nha. Wow, con gì mà nắm được cái đuôi nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một chú chuột con. Wow, xịn sò nha. Rồi chú chuột ở đây nghỉ súng đây nha. Wow, tiếp theo là một con gì đây nha. Wow, các bạn ơi, đây là một chú cừu. Wow, đồ chơi con cừu rất là xịn sò nha. Rồi, để đó nha. Rồi, còn một... À, cái gì đây các bạn ơi. Wow, một quả trứng. Wow, các bạn ơi, đây là một quả trứng vịt nè. Wow, đã nha, có quả trứng vịt luôn. Wow, các bạn ơi, đây là một con vật rất là to lớn luôn nè các bạn ơi. Wow, các bạn đoán xem con này là con gì nha. Wow, các bạn ơi. Wow, đây là một con trâu. Wow, một con trâu châu Phi khổng lồ luôn nè các bạn ơi. Wow, xịn sò nha. Wow, rất là đã luôn nè các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi con vật rất là xịn sò luôn. Wow, trâu châu Phi nè, cá sấu khổng lồ nè, khủng long bạo chúa nè, và rất là nhiều con vật rất là dễ thương luôn nha. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.